huấn luyện viên Park Hang Seo ưu tiên ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam. Khi được hỏi về tương lai của mình tại một sự kiện truyền thông ở thành phố Hồ Chí Minh, thầy Park chia sẻ, tôi được sang Việt Nam làm việc và được rất nhiều người dân Việt Nam yêu quý, nên tôi nghĩ rằng mình cần có trách nhiệm để đền đáp tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Hợp đồng là một vấn đề khá phức tạp, tôi đã ủy quyền cho người đại diện, anh ấy sẽ tìm kiếm những thỏa thuận chung giữa tôi với VFF. Hợp đồng cũ của huấn luyện viên Park Hang Seo với VFF sẽ hết hạn. Vào tháng 1 năm 2020, trước khi kết thúc hợp đồng, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 9.10 và tháng 11 năm 2019, cùng SEA Games 30 diễn ra vào tháng 12 năm 2019. Thông tin từ VFF cho biết, họ sẽ tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với thầy Park 3 tháng trước khi đáo hạn bản hợp đồng cũ tuy nhiên báo chí hàn quốc nhận định liên đoàn bóng đá việt nam cần đẩy nhanh quá trình này để tránh những khả năng xấu xảy ra tờ star news của hàn quốc vừa có bài viết khá chi tiết về chuyện hợp đồng giữa vff và huấn luyện viên park hang seo tờ báo này nhấn mạnh có những thông tin từ việt nam cho thấy thái lan malaysia và indonesia đều đang nhòm ngó và tiếp cận huấn luyện viên park hang seo với vị thế đang lên của ông park vff sẽ phải đẩy nhanh quá trình gia hạn cùng huấn luyện viên này hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn thời hạn tới hết tháng một năm sau thái lan cần người dẫn đường như park hang seo truyền thông địa phương tin rằng tuyển thái đã không có huấn luyện viên đủ tốt trong những cuộc đối đầu việt nam trong quá khứ thái lan mạnh hơn từ khi park hang seo tới tuyển việt nam mới là kẻ thống trị không thể vượt qua việt nam trong những cuộc đối đầu gần đây đã khiến bóng đá thái lan rơi vào tình trạng báo động tờ báo hàn quốc viết anh minh nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất